có 3 lớp thôi à anh? Em làm khách 3 lớp là bị crack liền. Nhiều lúc 4 lớp còn bị nứt nữa. Sao kỳ vậy anh? Ok, Victoria V nha. Trong clip reel đó là nó 3 lớp màu. Còn anh có dip thêm 2 lớp clear nữa. Mà tại cái reel nó ngắn quá, bởi vậy anh không có đăng. Nhưng mà ở cuối video anh có ghi cái công thức là cuối. Chắc em đọc được cái phần công thức đó hay sao? Thì mình phải làm dip là sự khác biệt, là phải dip bấy nha. Lớp đầu tiên là 30 giây, 30% chứ, quên, 30% đấy, dip 30%. Thì tùy vào cái móng thì mình sẽ chọn dip 30% hay là 50%, nhưng mà đa số thì mình không muốn dày quá, thì dày phần đầu móng để nó khỏi crack. Đa số làm dip là ham làm nhanh là không dip bấy nha. Nhưng mà lớp đầu tiên là 30%, còn lớp thứ hai là 50 hoặc 60%, tùy tùy vào cái độ u của móng. Nếu nhìn cái tay khách mà nó lõm thì mình bắt đầu 50%, còn mà tay mà đẹp rồi thì mình dip 30% cho nhìn nó khỏi thô nha. Đó là công thức là hai base ba màu nha, hai lớp base ba lớp màu. Thì trong cái reel đó mình chỉ xấu là ba lớp màu thôi, tại vì cái thời lượng nó cũng cho phép mình chỉ đăng là ba lớp màu. Nhưng mà cuối video mình nói là công thức ở cuối video chắc bạn không thấy, kể cái đó mình sorry. Đó, đúng của nó là phải hai lớp base và ba lớp màu nha. Ok, trâm lê cho em hỏi size top này có bị nứt lớp top mình sơn không ạ? Chứ em size base top bọc móng đầu móng kỹ nhưng vẫn bị tách lớp. Ok, thì như lúc giờ em bỏ activator rồi sơn nó lên, sơn top coat lên nên nó bị tróc. Nhưng mà cái activator nó chỉ cho số 4 thôi, còn mà mình sơn base với sơn gel rồi là không nên bỏ lớp activator nha. Hoặc là cái top coat em đang sai, còn tại vì cái dip này nó rất là kén top coat nha. Đấy, ví dụ như cái top coat của OPI á, là không sai được đâu nha, loại đó nó dễ tách lớp lắm. Tao mới kiếm cái loại top coat non wipe top coat á, loại tốt á. Còn lại mấy cái OPI thì có sai thử nhưng mà nó không được. Vậy vậy là mình không khuyến khích là xài top coat của OPI cho là dip nha. Tại vì cái dip này nó rất là kén cái top coat. Mặc dù sơn bay sơn top đầy đủ rồi nhưng mà nhiều lúc mình sơn dày quá nó cũng bay. Thì đúng của nó là phải sơn số 4, nhưng mà cái này là làm để mà lúc nhiều lúc khách đông quá mình có thời gian để mà mình chơi cho nó khô 4-5 phút mới khô à. Mình sơn top kiểu này, nhưng mà lúc mình sơn top là mình không, đừng có bỏ activator nha. Activator là chỉ đó thì khi mà mình bỏ số size số 4 á, mình mới bỏ activator thôi, còn mà sơn base sơn top nữa thì không cần nha. Ok, thì mình bỏ sau khi dip trong hai base với ba lớp màu thì mình bỏ activator rồi mình đổi tay chơi nó qua tay kia là quay lại là vừa. Quay lại thì mình tiến hành dũa. Còn dũa dip này thì mình phải sơn mỏng thôi nha, đừng có sơn ham sơn dày là bị đun chuột là mình sửa là rất là lâu. Sơn mỏng mà đều đầy đủ thì chủ yếu là mình sơn đẩy cái kéo, đẩy cái kéo lên cái phần cuticle dày dày á để mà cho nó có bột. Như lúc ham ham bột quá, ham bột cái cho nó mỏng, mình quên cái phần cuticle, cái phần cuticle là phải đun kéo lên cho nó có bột nha, cho nó dai nha. Thì tùy cái tay, nhiều lúc khách nó muốn mỏng thì mình làm mỏng, còn mà công thức chúng hai bấy ba màu, cứ nhớ vậy, làm dip là nhớ hai bấy ba màu thì nó sẽ bền. Chủ yếu hai lớp bấy để cho nó khỏi crack phần đầu móng. Đa số làm dip là thường hay bị crack với nứt với các kiểu, nó bể đầu móng. Tại vì là đa số là mấy thanh niên là ham chạy khách là không dip bấy nha, là ta dip hai lớp màu là hoặc là ba lớp màu là xong rồi, nhưng mà mình phải xài bấy nha. Đấy, mình tùy tùy vào cái tay khách hoặc là tùy màu thì mình sẽ dip
Còn trong clip này 5 phút mấy thì mình nói cũng hết được. Thì đó giờ mình sơn bì, đó sơn mỏng thôi, vậy cover đồ mỏng nha, sơn mỏng thôi, càng mỏng càng tốt, dày là nó dễ tách lớp lắm đấy. Đó rồi top bì hơi đen trong là quá top này, top hơi đen là xong, mỏng thôi nha, mỏng và cover đồ mỏng đầy đủ thì nó sẽ dính ra lâu. Làm dip bebel là phải dính 3 tuần cho tới 1 tháng nha, cho mà 2 tuần là tịch. Ít nhất là phải 3 tuần, làm dip phải diễn ít nhất là 3 tuần. Ok, chúc các bạn thành công.